Kính thưa quý vị, thành phố Đà Nẵng đã triển khai chính sách trợ giá xe buýt trong gần 5 năm qua nhằm phát triển hệ thống xe buýt, nâng cao phương tiện công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân gây quá tải cho hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, điều đáng tiếc là hiệu quả của chủ trương này chưa đạt mục tiêu, tỷ lệ người dân sử dụng phương tiện còn thấp, nguồn ngân sách thành phố chi ra chưa thật sự hiệu quả. Vắng vẻ là hình ảnh thường gặp trên những chuyến xe buýt ở Đà Nẵng. Mặc dù được đánh giá là có chất lượng dịch vụ tốt hơn so với xe buýt công cộng tại các đô thị lớn như Hà Nội hay thành phố Hồ Chí Minh, nhưng người dân Đà Nẵng vẫn thờ ơ với phương tiện này. Thấy rất là buồn vì là thành phố Đà Nẵng đã đầu tư cái trang bị cho xe buýt mà đang không thấy có hiệu quả. Nguyên nhân khiến tỷ lệ người dân đi xe buýt tại Đà Nẵng vẫn còn thấp là do thói quen sử dụng xe máy cá nhân. Ngoài ra, hệ thống mạng lưới xe buýt chưa phủ rộng khắp và phân bố đồng đều trên địa bàn. Khoảng cách giữa một số vị trí điểm dừng còn xa, gây bất tiện khi chuyển tuyến. Em nghe bạn em ở thành phố lớn thì đi xe buýt là chạy liên tục, các thời gian thì là xe buýt chạy liên tục, còn ở đây xe buýt thời gian vừa lâu mà chờ chỉ là ít tuyến. Những cái tuyến mà như là em thấy là như R16 chẳng hạn thì là mình cũng sẽ sắp xếp bố trí thêm những cái nhà chờ hoặc là những cái khu vực mà cho người dân họ dễ đứng chờ, hoặc ví dụ như là nắng thì cũng sẽ có một mái che chẳng hạn. Với lượng người sử dụng xe buýt ít ỏi, không ngạc nhiên khi doanh thu thực tế của hệ thống xe buýt Đà Nẵng đạt được thấp hơn nhiều so với dự toán trong hồ sơ hợp đồng thầu vận hành. Nhà thầu là công ty Quảng An 1 nhiều thời điểm không đủ kinh phí mua nhiên liệu và trả lương cho lái xe. Với thực tế, đa phần những tuyến xe buýt ở Đà Nẵng vẫn còn ít khách, thậm chí là có những tuyến không có khách, đã cho thấy chính sách trợ giá xe buýt trong vài năm trở lại đây đã không cho thấy hiệu quả. Và điều này phản ánh một sự thật, phương tiện công cộng dù quan trọng, nhưng so với các thành phố lớn khác, thì tại Đà Nẵng, đây là một vấn đề không cấp bách. 5 năm qua, ngân sách thành phố Đà Nẵng trợ giá cho 12 tuyến xe buýt tiêu tốn đến 138 tỷ đồng, tức trung bình, thành phố chi trả 177 triệu đồng cho một tuyến mỗi tháng. Đây là số tiền không hề nhỏ và nếu cứ tiếp diễn như thế này, thì việc càng duy trì các tuyến xe buýt trợ giá sẽ kéo theo nguy cơ lãng phí ngân sách nhà nước. Kính thưa quý vị, theo báo cáo từ Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội, toàn thành phố còn 41 tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục củng cố và có vấn đề cần quan tâm. Trong đó đáng chú ý, từ đầu năm đến nay, số lượng tổ chức cơ sở đảng yếu kém phát sinh nhiều hơn số lượng tổ chức cơ sở đảng được củng cố. Nguyên nhân được chỉ ra đó là một số cấp ủy chính quyền cơ sở còn chủ quan, không nắm chắc tình hình, bị động, ứng phó chậm trong việc giải quyết các vụ việc. Công tác chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội có lúc, có nơi còn chậm, chưa triệt để. Do vậy, củng cố các cơ sở đảng yếu kém là một trong những nhiệm vụ được Thành ủy Hà Nội tập trung trong thời gian tới. Chỉ một tháng trước, gần 10.000 m2 đất này là nhà xưởng và lò gạch thủ công xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp thuộc xã Cấn Hữu và xã Nghĩa Hương của huyện Quốc Oai. Sai phép, vi phạm nghiêm trọng quản lý đất đai, trật tự xây dựng nhiều năm không thể giải quyết, đến mức vụ việc này được đưa vào diện chỉ đạo của thành phố theo nghị quyết 15 và chỉ thị 15. Thành ủy Hà Nội yêu cầu huyện Quốc Oai và xã Cần Hữu phải cưỡng chế giải tỏa sai phạm này trong tháng 6. Đây cũng là một cái nhiệm vụ mà được huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân huyện giao cho xã Cần Hữu. Vừa rồi là xã đã xây dựng được kế hoạch và ủy ban nhân huyện phê duyệt và được hỗ trợ của huyện bố trí lực lượng công an, các ngành đoàn thể từ huyện xuống xã, và chúng tôi cũng đã tổ chức cưỡng chế xong cái lò gạch ở khu vực Đình Nhiễm. Còn đây là một cuộc họp của Đảng bộ thị trấn Trúc Sơn, huyện Chương Mỹ liên quan đến đánh giá hoàn thành tốt các mục tiêu đề ra năm 2022. Trước đó vào năm 2021, đơn vị này chỉ được đánh giá hoàn thành nhiệm vụ với lý do một số cán bộ lãnh đạo và chuyên viên của thị trấn bị xử lý kỷ luật do chưa quyết liệt trong xử lý vi phạm đất đai của người dân. Để được công nhận hoàn thành tốt nhiệm vụ trong năm 2022 này, Đảng bộ Trúc Sơn sẽ phải triển khai nhiều giải pháp căn cơ tập trung, củng cố những tồn tại mà Ban chỉ đạo thành phố đã chỉ ra. Những cái vụ việc còn tồn tại thì sẽ rà soát và hoàn thiện các hồ sơ theo quy định pháp luật
những cái vụ việc nào mà thuộc thẩm quyền thì phải cương quyết xử lý ngay. Chúng tôi đang giao nhiệm vụ cho các cơ quan chuyên môn hướng dẫn cụ thể, ra soát, hướng dẫn và lập hồ sơ những nội dung nào cần tổ chức triển khai thực hiện là chúng tôi tổ chức triển khai chỉ đạo làm trước. 6 tháng đầu năm, Hà Nội đã củng cố được 12 tổ chức cơ sở đảng, trong đó có 7 tổ chức cơ sở đảng do Ban chỉ đạo thành phố theo dõi và 5 tổ chức cơ sở đảng do Ban chỉ đạo cấp huyện theo dõi và củng cố. Đến ngày 30 tháng 6, toàn thành phố còn 41 tổ chức cơ sở đảng cần tiếp tục củng cố và có vấn đề cần phải quan tâm. Trong đó có 11 đảng bộ huyện, thị xã và 5 đảng bộ trực thuộc thành ủy. Một trong những nhiệm vụ quan trọng trong năm nay được Thành ủy Hà Nội xác định là tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết 15, chỉ thị 15 về củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém. Các tổ chức đảng còn tồn tại các vấn đề nổi cộm hay phức tạp. Củng cố và có những giải pháp mạnh, giải pháp thiết thực, thực sự củng cố yếu kém, không nảy sinh những vấn đề mới, những điểm nóng, những vấn đề quan tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường công tác luân chuyển, đào tạo bồi dưỡng cán bộ, sẽ kiên quyết giải quyết ở những cơ sở hiện nay mất đoàn kết, năng lực cán bộ yếu kém. Giải pháp đã có, trách nhiệm là ở 41 cấp ủy cơ sở đảng đang bị đánh giá là tồn tại và yếu kém. Có như vậy mới góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng, tăng niềm tin của cán bộ, đảng viên và người dân đối với vai trò lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp. Theo lịch ngày 1 tháng 8, Liên Bộ Tài chính Công Thương sẽ điều chỉnh giá xăng dầu theo chu kỳ. Dự báo giá xăng trong nước sẽ giảm, nhưng không nhiều do giá dầu thế giới tăng trở lại. Dữ liệu cập nhật từ Bộ Công Thương cho thấy giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường Singapore ở kỳ điều hành này đã tăng trở lại so với kỳ tính giá trước đó. Cụ thể, bình quân giá xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5 RON92 trên thị trường Singapore là 114,6 đô la Mỹ một thùng, còn giá xăng RON95 là 117,5 đô la Mỹ một thùng. Trong khi đó, ở kỳ điều hành trước, bình quân giá xăng RON92 ở mức 112,8 đô la Mỹ một thùng, còn giá xăng RON95 là 116 đô la Mỹ một thùng. Hiện giá bán lẻ xăng trong nước đang cao hơn giá xăng thành phẩm trung bình tại thị trường Singapore khoảng 208 đến 343 đồng một lít. Giá dầu diesel, dầu hỏa trong nước cũng đang cao hơn thị trường Singapore khoảng 632 đến 847 đồng một lít. Vì vậy, trong kỳ điều hành ngày 1 tháng 8, nếu cơ quan quản lý không trích quỹ bình ổn giá xăng dầu thì mức giảm sẽ tương đương mức chênh. Theo đó, giá xăng có thể giảm khoảng 210 đến 340 đồng một lít, còn giá dầu có khả năng giảm từ 630 đến 850 đồng một lít. Thưa quý vị, ngày mai 1 tháng 8, tất cả các tuyến cao tốc trên cả nước sẽ bắt đầu áp dụng thu phí không dừng hoàn toàn. Bộ Giao thông Vận tải vừa có công điện gửi Sở Giao thông Vận tải các tỉnh, thành phố, Tổng cục Đường bộ Việt Nam và các đơn vị cung cấp dịch vụ yêu cầu đẩy nhanh tiến độ dán thẻ định danh đối với xe ô tô để sử dụng dịch vụ thu phí theo hình thức điện tử không dừng. Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu tăng cường lực lượng, mở rộng các điểm dịch vụ dán thẻ, tổ chức dán thẻ trực tiếp tại trụ sở các cơ quan, ban ngành, địa phương, các khu chung cư, công bố số điện thoại và địa chỉ liên hệ dán thẻ để tạo thuận tiện cho người sử dụng nhằm giảm ùn tắc giao thông tại các điểm dán thẻ trên các tuyến cao tốc. Ra soát, khắc phục triệt để các tồn tại bất cập trong quá trình vận hành hệ thống, làm rõ nguyên nhân, xử lý trách nhiệm của các cá nhân, đơn vị khi để xảy ra lỗi kỹ thuật, gây ùn tắc, khó khăn cho người và phương tiện dán thẻ tham gia dịch vụ. Để rõ hơn về các thông tin về áp dụng thu phí tự động hoàn toàn trên các tuyến cao tốc từ ngày mai 1 tháng 8, chúng tôi sẽ mời đến trường quay đại diện Tổng cục Đường bộ Việt Nam để giải đáp các vướng mắc trong bản tin tối nay.